Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và ngày hôm nay tôi sẽ cùng học với Hội Thánh của Chúa về một phần Kinh Thánh. Và trong phần Kinh Thánh này, thì thật ra phần Thánh này nó quen thuộc với chúng ta lắm. Khi nói đến cái tên phần Kinh Thánh này, chúng ta biết liền. Chúng ta nói, ô biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chúng ta biết cái điều gì không ạ? Đó là cái tên Tháp Ba Bên. Anh chị em có nghe cái tên này chưa? Chúng ta biết Tháp Ba Bên phải không ạ? Và chúng ta cũng biết rằng từ nơi đó mà thế giới này có rất là nhiều loại ngôn ngữ xảy ra. Lý do tại sao mà rất là nhiều loại ngôn ngữ xảy ra là bởi vì chính Chúa làm lộn xộn tiếng nói của họ. Và cái chữ Tháp Ba Bên có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là lộn xộn. Cái chữ Tháp Ba Bên nó có nghĩa là lộn xộn, tức là Chúa làm cho nó lộn xộn. Và có nhiều khi chúng ta đọc trong phần Kinh Thánh này mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cái Tháp Ba Bên câu chuyện này là câu chuyện Chúa nói hồi xưa và nó đã chấm dứt rồi, tức là Chúa đã làm cho lộn xộn tiếng nói của dân cả thế gian trong thời điểm đó, là không còn gì nữa, bây giờ không còn. Nhưng chúng ta có bao giờ chúng ta để ý, chúng ta thấy gia đình chúng ta nhiều lúc lộn xộn, Hội Thánh của chúng ta nhiều lúc lộn xộn, công việc của chúng ta nhiều lúc lộn xộn, tài chánh của chúng ta nhiều lúc lộn xộn. Rồi chúng ta thấy chắc ma quỷ nó tấn công tôi. Nhiều khi chúng ta nói như vậy. Nhưng chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh này để chúng ta hiểu điều gì khiến cho Chúa làm cho ngôn ngữ của cả thế giới lộn xộn. Điều gì khiến cho những cái hoàn cảnh trong gia đình chúng ta lộn xộn. Chúng ta cùng nhau đọc phần Kinh Thánh này nha. Chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 1 cho đến câu số 9. Sáng Thế Ký đoạn 11 từ câu 1 cho đến câu 9. Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp mặt đất chăng. Khắp mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và cái tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng, này, chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba Bên, vì nơi Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Ba Bên có nghĩa là làm cho lộn xộn. Và Chúa đã làm cho lộn xộn tiếng nói của dân cư khắp thế giới. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói thế nào ạ? Ban đầu chỉ có một thứ dân và một thứ tiếng. Tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta nhớ thế này, tất cả loài người được sanh ra bởi ai? Bởi Adam, bởi Eva. Chỉ có một cha một mẹ thôi, đúng không ạ? Sanh ra bởi Adam, bởi Eva, và từ đó cứ phát triển ra thì tất cả chỉ là một thứ dân và chỉ có nói một thứ tiếng thôi. Và chúng ta thấy khi mà ngoài cái ý nghĩa Chúa nói là một thứ dân mà nói một thứ tiếng ở đây, thì Chúa cũng đang nói tới cái sự hiệp một. Chúng đang nói tới sự hiệp một. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy thế này nè, cái sự hiệp một nó giống như là con dao hai lưỡi vậy. Khi chúng ta hiệp một mà đầu phục Chúa thì nó khác, mà khi chúng ta hiệp một mà chúng ta làm những công việc nghịch lại với Chúa thì nó lại khác, đúng không ạ? Và tại sao mà Tháp Ba Bên ở đây, tại sao là dân cư ở đây lại bị làm cho lộn xộn tiếng nói? Họ có sự hiệp một không? Có, nhưng sự hiệp một của họ không phải là làm vinh hiển Chúa,
Sự hiệp một của họ không phải là để đi theo kế hoạch của Chúa, mà sự hiệp một của họ đó là muốn tranh giành vị trí với Chúa. Trước khi loài người hiệp một để tranh giành vị trí của Chúa, tức là muốn vươn tới tận trời, thì có một kẻ nó cũng đã tập hợp một sự hiệp một để nó tranh giành vị trí với Chúa. Đó là Lucifer. Nó tập hợp một sự hiệp một là gì? Nó kéo theo 1/3 thiên sứ, và 1/3 thiên sứ đó hiệp một với nó, đúng không ạ? Để làm gì? Để tranh giành vị trí với Chúa. Và nó đã bị đánh đuổi ra khỏi thiên đàng. Tất cả mọi người được sanh bởi Adam, và Adam đã bị mắc lấy cái nọc độc của tội lỗi. Cho nên cái bản tánh của cái sự kiêu ngạo chống lại Đức Chúa Trời đó, nó đã ở trong loài người do sự phạm tội. Và loài người rất là dễ rơi vào trong cái chỗ kiêu ngạo, giống như Satan đã từng kiêu ngạo. Nhưng hoàn cảnh nào khiến cho con người dễ kiêu ngạo? Chúng ta để ý cho ta thấy cái câu này, cái câu 1 đó, đôi khi, xin lỗi, cái câu số 2 đó, sau khi chúng ta, nhiều khi chúng ta đọc lướt qua rồi chúng ta bỏ đó. Nhưng mà đây lại là một cái mấu chốt của vấn đề. Nhưng khi ở Đông Phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở đó. Và khi người ta bắt đầu ở tại xứ Sinea, có một cái đồng bằng, người ta ở tại đó, rồi người ta bắt đầu suy nghĩ tới việc đó là làm một cái tháp tận đến tận trời, làm cho rạng danh mình. Mấu chốt của vấn đề đó là khi họ dời đến xứ Sinea để họ ở, và từ đó mọi cái sự suy nghĩ và mọi cái kế hoạch để làm cho rạng danh mình, nó mới bắt đầu nó nổi lên. Vậy xứ Sinea là xứ nào? Về địa lý thì xứ Sinea nó là một vùng đồng bằng ở trong xứ Babylon. Nó là một vùng đồng bằng của Babylon. Mà xứ Babylon cổ đó thì ngày hôm nay nó nằm ở trong cái địa phận Iran và Iraq. Nó nằm ở trong giáp ranh khu vực đó. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng cái phía trên của Iran và Iraq đó, phía bắc đó, thì dường như theo sự diễn tả của Kinh Thánh thì vườn Ê-đen cũng nằm ở đó. Bởi vì vườn Ê-đen, từ vườn Ê-đen chảy ra 4 con sông, mà 2 trong 4 con sông ngày hôm nay vẫn còn tồn tại. Và 2 trong 4 con sông đó ngày hôm nay ta gọi là Lưỡng Hà. Vùng Lưỡng Hà tức là vùng có 2 con sông, là con sông Euphrates với con sông Tigre, là 2 con sông đó vẫn còn tồn tại. Đó là vùng Lưỡng Hà. Thì cái vùng này, vùng Babylon này là vùng nào? Nếu chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy Chúa diễn tả về Babylon. Babylon là một vùng giàu có. Babylon là sự vinh hiển của cả thế gian. Babylon là một nơi đẹp đẽ, mà không phải là đẹp đẽ theo ý muốn của Chúa đâu, mà Babylon là do tất cả mọi cái sự, mọi cái việc làm sai trật, việc làm gọi là sự kinh doanh không có sự kinh doanh nè, sự thao túng tất cả mọi thứ mà làm cho xứ Babylon trở nên tuyệt vời. Nhưng mà tuyệt vời trong cái con mắt của người ta thôi. Nhưng Babylon là đối tượng mà Đức Chúa đánh hạ. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ cái sự giàu có, nhờ cái sự xinh đẹp và nhờ cái quyền lực đó mà Babylon trở nên kiêu ngạo. Và Sinea nó nằm ở trong xứ Babylon. Và điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa thuộc linh là gì đây? Ý nghĩa thuộc linh của điều này đó là ngày hôm nay khi con người chúng ta ở trong sự khó khăn, khi con người chúng ta ở trong phải sự tranh chiến hàng ngày, thì con người chúng ta khó để mà kiêu ngạo lắm, khó để muốn làm nổi danh mình lắm. Nhưng khi con người chúng ta tìm được một cái chỗ, một cái chỗ đứng ở trong đời, ở trong xã hội này, và tại nơi đó chúng ta bình an giống như là đồng bằng Sinea vậy đó, chúng ta không cần phải cực nhọc để leo đèo lội dốc, chúng ta cũng không cần phải cực nhọc để trải qua sa mạc, mà chúng ta ở tại nơi đó chúng ta cứ bình an mà chúng ta phát triển. Bình an, tìm được một chỗ bình an ở trong nơi thịnh vượng. À, đó là ý nghĩa của Sinea. Nhưng mà khi tôi tra cứu trong từ ngữ của Kinh Thánh, cái chữ Sinea này đó
không có ý nghĩa. Chữ Sinea này không có ý nghĩa. Cũng như một chữ nữa trong Kinh Thánh đó là chữ Lucifer, cái địa phận của Lucifer mà trước sau này gọi là bê tên đó, thì Lucifer cũng không có ý nghĩa. Nó chỉ là một cái tên thôi, nó không ý nghĩa gì cả. Thì Sinea này cũng không ý nghĩa gì cả. Sinea này được Kinh Thánh, được từ điển Kinh Thánh ghi chú thế này, là một vùng đồng bằng ở trong xứ Babylon. Không ý nghĩa, không có một ý nghĩa nào khác. Điều này có nghĩa là gì? Nhìn bên ngoài mà nhìn theo ý cái nhìn của con người thì giàu có, thuận tiện, đẹp đẽ và quyền lực. Đó là ý nghĩa thuộc linh của xứ Sinea. Nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì giàu có, đẹp đẽ, thịnh vượng, quyền lực không có ý nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà vấn đề đó là nhiều khi con người chúng ta ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy được cái nhìn của Đức Chúa Trời, mà chúng ta chỉ nhìn theo cái nhìn của con người, và chúng ta cứ để con mắt chúng ta vào trong những sự giàu có, sự thịnh vượng và trong quyền lực của thế gian này, trong khi chúng ta đang ở dưới sự tể trị của một đấng toàn năng mà chúng ta không biết, và chúng ta để ý vào trong đó. Và chúng ta thấy như thế này nè, bản chất của con người rất là dễ để bị lôi kéo, để dừng lại ở một cái nơi mà họ cảm thấy bình an trong con mắt của họ. Dân chúng trong cái thời buổi sáng thế thì họ tới đồng bằng Syria này và họ đóng trại tại này. Sau khi Chúa làm lộn xộn tiếng nói rồi, Chúa đã chọn một con người khác để đi theo Chúa, đó là Abraham. Abraham ban đầu ở xứ Ur. Xứ Ur ở đâu? Cũng thuộc về Canđê hay là cũng thuộc về Babylon, cũng từ trong khu vực này. Đó. Và Chúa kêu Abraham à, hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, đi đến xứ ta chỉ cho. Nhưng mà khi Abraham đi thì đi tới đâu? Đi tới Charan. Ông cũng dừng lại. Con người chúng ta ngày hôm nay nhiều khi chúng ta rất là dễ để chúng ta bỏ đi cái mục đích ban đầu mà Đức Trời kêu gọi, khi chúng ta cảm thấy nơi nào đó dễ chịu cho mình. Anh chị em xét lại phải không? Lúc mà mình bắt đầu cái kế hoạch của mình, hay là cái sự khởi đầu của mình khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta dâng mình hầu việc Chúa, khởi đầu là để chúng ta phục vụ Chúa, phải không ạ? Thậm chí chúng ta hát Chúa ơi giàu sống hay chết, phải không ạ? Nhưng mà sau khi ta đi hầu việc Chúa và chúng ta có một cái chút thành tích rồi, một chút thành tựu rồi, chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn đóng trại tại đó, chúng ta không muốn tiếp tục đi nữa. Không phải chúng ta không đâu, mà trong Kinh Thánh cũng vậy. Chúng ta nhớ là ông Timôthê khi được Phaolô kêu gọi để đi, và sau đó Timôthê trở thành một mục sư của hội thánh của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh không ghi lại là Timôthê có muốn ở lại hay không, ở lại tại hội thánh đó hay không. Nhưng mà có ghi là cái câu mà Phaolô đã đòi hỏi Timôthê: những điều con đã học, đã nghe và nhận lấy nơi ta thì hãy chọn những người trưởng lão, đúng không ạ? Rồi truyền lại cho họ, trao lại cho họ. Còn con phải cùng ta chịu khổ như người lính giỏi. Trong cái câu này, nhiều khi chúng ta nghĩ có lẽ nhiều khi Timôthê cũng muốn ở lại cái nơi hội thánh đang phát triển, ở lại cái nơi dễ chịu, chứ không phải cực nhọc để băng rừng lội suối để đi rao giảng tin lành. Chúng ta ngày hôm nay nhiều khi cũng thế. Nhiều khi chúng ta chọn Sinea để chúng ta ở lại. Nhiều khi chúng ta chọn Charan để chúng ta ở lại. Và Sinea hay là Charan đó là gì? Sinea là một hình bóng của sự thịnh vượng của thế gian. Charan là hình bóng của sự thịnh vượng hay là cái sự an ổn ở trong đức tin. Nhưng mà Sinea là cái nơi khiến cho người ta kiêu ngạo. Charan là cái nơi thờ hình tượng, nơi nào cũng không đẹp lòng Chúa cả. Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở đó, mà Chúa muốn chúng ta phải đi tiếp tục để đi đến cái vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa cho. Nếu chúng ta dừng lại ở Sinea, chắc chắn sự lộn xộn sẽ xảy ra trên chúng ta. Nếu chúng ta dừng lại ở Charan, chắc chắn nơi đó không phải là nơi yên ổn, bởi vì nơi đó là nơi thờ hình tượng, Đức Chúa Trời không muốn.
Có nhiều khi anh chị em nghe tôi chia sẻ tới đây, nói tôi vẫn đi theo Chúa, tôi có thờ hình tượng đâu. Chúng ta thấy thế này, Chúa kêu Abraham từ Ur đi đến Canaan, nhưng đi đến Charan thì lập cư tại đó. Abraham có đi theo sự kêu gọi của Chúa không? Có. Nhưng mà vấn đề là khi ông đi đến Charan, ông nhìn thấy có thể cái sự thịnh vượng, ông có thể nhìn thấy cái sự thành công, ông có thể nhìn thấy những cái điều tốt lành tại nơi đây, lập gia cư tại đây, ở tại đây. Nhiều khi chúng ta ngày nay chúng ta đi theo Chúa, khởi đầu của sự đi theo Chúa là tốt lành, khởi đầu đi theo Chúa là mục đích là có sẵn, có mục tiêu đàng hoàng. Nhưng mà đi một thời gian, Chúa ơi con thấy chỗ này yên ổn, Chúa ơi con thấy chỗ này tốt lành, thôi con không muốn đi nữa. Chúa kêu gọi chúng ta đi mở mang hội thánh, đi cứu người, và chúng ta cứu được một số người rồi, hội thánh bắt đầu lên được 100 người rồi. Ở Chúa ơi 100 người này tiền dân hiến đủ cho con sống rồi, thôi không đi nữa, không tiếp tục nữa. Tại sao tôi phải chịu khổ để tôi tiếp tục? Nhưng không, Chúa muốn chúng ta phải đi đến một cái nơi, nơi xứ đó nó không phải như Charan, nơi xứ đó là nơi đượm sữa và mật. Charan mặc dù nó là cái nơi tốt, nhưng nó không đẹp lòng Chúa, bởi vì nơi đó thờ phượng hình tượng. Sinea là một cái nơi tốt, nhưng nơi đó rất là dễ để chúng ta rơi vào trong cái chỗ đó là chúng ta kiêu ngạo. Vậy bây giờ dấu hiệu nào để cho chúng ta thấy mình kiêu ngạo? Dân cư lập cư ở tại Sinea, họ nói rằng chúng ta phải xây một cái tháp, và cái tháp đó là kết quả của sự kiêu ngạo. Nhưng mà chúng ta xem thế này nè, cái chất liệu để họ dùng để xây cái tháp, cái chất liệu họ dùng để xây cái tháp, nhiều khi chúng ta đọc chúng ta lướt qua phải không ạ? Nhiều khi chúng ta những cái chỗ chúng ta dễ lướt qua là những cái chỗ mà chúng ta bỏ qua lẽ thật của Chúa. Chúng ta xem câu số 3. Người này nói với người kia rằng: hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Có bao giờ chúng ta suy gẫm cái ý nghĩa này không? Cái mở ngoặc rất là hay. Gạch thế cho đá, tức là nguyên tắc xây dựng là phải xây dựng bằng gì? Bằng đá. Và cái kết nối giữa viên đá này với cái viên đá kia là bằng hồ, chứ không phải bằng chai, bằng nhựa chai. Và viên đá phải được xây dựng, không phải là gạch. Đó là nguyên tắc. Trong cái thời kỳ Covid, chúng ta thấy một điều lạ. Đương nhiên Covid là có thật chứ không phải là giả. Nhưng tôi thấy một điều lạ, có một lúc họ bắt đầu họ đặt cái khuôn mẫu cho cái Covid này là những cái sự rất là nguy hiểm, và họ cứ ra rã họ nói về sự chết, họ nói về cái tác dụng của chích vaccine, đúng không ạ? Nhưng đến một lúc thì bắt đầu chính họ thông báo Covid nó không còn nguy hiểm nữa, rồi bắt đầu họ nói về cái sự không nguy hiểm, họ nói về sự không nguy hiểm, rồi một thời gian những cái liều vaccine nó còn dư thừa nhiều quá thì bắt đầu họ lại tiếp tục họ nói về Covid và sự nguy hiểm và khuyến khích người dân phải đi chích vaccine. Đó, họ đang tạo gạch đó. Nung trong lửa cái gì mà họ định khuôn mẫu cho họ rồi và cứ nói ra trên môi miệng là nó trở thành gạch. Và Khi mà chúng ta loại bỏ lời của Chúa ra, loại bỏ lẽ thật của Chúa ra, loại bỏ Chúa Giê-xu ra, chúng ta đem con người vào, đem tính chất của con người vào, thì nó trở thành gạch. Cũng như chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta nói về ý nghĩa là lời của Chúa, cũng như là tư tưởng của con người chúng ta đã nói rồi. Bây giờ nói về con người đi. Chúa Giê-xu là bằng đá đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay khi con người muốn tôn một ai đó lên làm thần tượng thì họ làm gì? Họ bắt đầu họ cứ nói về người đó, họ tô vẽ những cái đẹp đẽ của người đó lên, và họ càng nói đến một lúc người đó trở thành thần tượng. Đó là gạch.
Và một khi mà chúng ta, đời sống của chúng ta loại bỏ đá ra khỏi đời sống chúng ta mà chúng ta chấp nhận gạch, chúng ta đang bước những bước đi đến sự kiêu ngạo. Ngay cả trong những người hầu việc Chúa cũng vậy. Ban đầu khi ta bắt đầu, ngay cả tôi nói với anh chị em, tôi chỉ thẳng là những anh chị em đang học trường Kinh Thánh đó, khi mới bắt đầu đăng ký học trường Kinh Thánh, lòng anh chị em như thế nào? Anh chị em ước ao học trường Kinh Thánh để làm gì? Để phục vụ Chúa phải không? Có muốn học trường Kinh Thánh để kinh doanh không? Có muốn học trường Kinh Thánh để nổi tiếng không? Nhưng mà sau khi học xong rồi, cái mục tiêu ban đầu biến mất. Bây giờ mục sư, tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh rồi đó, cho tôi giảng đi. Vừa rồi tôi có một tôi có Chúa gọi cho tôi, nói mục sư ơi, bây giờ giải quyết sao? Có một cái người nhân sự, họ đòi là họ phải có tiền họ mới hầu việc Chúa được. Đại khái cái nội dung mà tôi tóm tắt lại là như vậy đó. Và họ so sánh, họ nói các mục sư khác thì ai cũng có quản nhiệm hội thánh để có lương hết, còn tôi hầu việc Chúa, tôi không có quản nhiệm hội thánh, tôi không có lương, bây giờ phải giải quyết cho tôi. Mục đích ban đầu hầu việc học trường Kinh Thánh để làm gì? Dầu sống hay chết con cũng hầu việc Chúa phải không? Đúng không ạ? Cái bài hát mà anh em thường hay hát khi lễ tốt nghiệp đó, có nhớ bài hát khi mà hát lễ tốt nghiệp không? Hát cái gì? Ai nhớ hát một câu coi. Nhưng mà đi một thời gian, chỉ cần trong túi nó hơi vơi một chút thôi là bắt đầu lo lắng và sợ hãi rồi, chứ đừng có nói sống hay chết. Chúng ta không còn cái mục tiêu ban đầu nữa, chúng ta loại bỏ cái mục tiêu ban đầu đi. Đó, chúng ta đang bắt đầu chúng ta nung gạch ở trong lửa. Rồi, gạch thì thế cho đá, còn chai thì thế cho hồ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cấu tạo. Tôi chia sẻ này, tôi phải nghiên cứu về cái xi măng mà người ta làm đá xi măng nó như thế nào, tôi phải nghiên cứu tôi mới hiểu được. Hồ là tức là người ta ngày hôm nay chúng ta dùng hồ đó có nghĩa là từ xi măng phải không ạ? Nhưng mà chúng ta biết xi măng ta làm từ cái gì không? Đá xay nhuyễn ra và trộn với một chút phụ gia và nó trở thành xi măng. Tức là cái cấu trúc, cái cấu tạo của xi măng nó cũng là từ đá. Vậy ý nghĩa của xi măng hay là cái ý nghĩa của hồ ngày hôm nay nó là gì? Hồ là hình ảnh của những bài giảng mà các tôi tớ của Chúa giảng cho chúng ta nghe qua cái việc suy gẫm, qua cái việc nghiêng ngẫm lời của Chúa. Tại sao lời giảng của các tôi tớ của Chúa không được gọi là đá mà phải gọi là hồ? Là bởi vì họ đã nghiêng ngẫm từ lời của Chúa ra. Chúng ta chú ý nha, họ nghiêng ngẫm từ lời của Chúa ra, rồi họ cũng có trộn thêm một chút phụ gia nữa. Phụ gia đó là cái gì? Là kiến thức, có thể là kiến thức, có thể là sự hiểu biết của họ hay kinh nghiệm của họ trộn vào trong lời của Chúa. Nhưng Chúa chấp nhận điều đó, và nhờ cái hồ này mà nó kết dính những viên đá lại với nhau. Cũng như vậy, nếu không nhờ những bài giảng, những lời dạy của các tôi tớ của Chúa, nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh chỗ này nó rời rạc, nó đâu kết dính lại với nhau đâu. Nhưng mà qua sự giảng lời Chúa thì chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời là một khối, là sự vững bền. Nhưng mà người ta cũng loại bỏ hồ ra luôn, mà người ta để cái gì vô? Nhựa chai. Vậy nhựa chai hình bóng chỉ bị điều gì? Nhựa chai là kết quả của những sản vật tự nhiên. Khi ta lấy nhựa, chai, ta lấy từ là những cái loại nhựa cây, từ trong những cái thân cây
để nó trở thành nhựa chai. Ngày hôm nay khi con người ta bắt đầu, người ta hầm gặp, tức là người ta đưa những cái tư tưởng của người ta vào, người ta vẽ nên, người ta tạo thành những khuôn mẫu do tư tưởng của con người. Rồi sau đó là họ làm gì? Họ bắt đầu, họ tìm kiếm những cái tư tưởng, những cái gì đã tự nhiên để họ chen vào trong những cái kẽ giữa đó để họ kết nối. Và một trong những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là thuyết tiến hóa. Nhựa chai là cái gì? Là những cái sản phẩm người ta khảo cổ được. Nhưng những cái sản phẩm người ta khảo cổ đó, một nó không phải là tất cả. Nhưng bắt đầu người ta nhìn thấy một cái hình ảnh này, rồi cái người ta vẽ nên một cái viên gạch, người ta chen cái hình ảnh mà họ tìm họ được đó vào trong giữa những viên gạch để nó kết nối lại với nhau. Và khi họ làm như vậy, họ loại bỏ đá và hồ ra. Tức là khi con người ta dùng kiến thức của mình, dùng cái suy nghĩ của xác thịt của mình và những cái điều tự nhiên mà họ tìm thấy, họ kết nối lại với nhau, họ loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống của họ. Và ngày hôm nay nhiều người chúng ta, khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng đang dùng gạch thế cho đá và dùng chai thế cho hồ. Khi chúng ta không còn có lẽ thật nữa, chúng ta không bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, khi Thánh Linh của Chúa không bày tỏ lẽ thật chúng ta nữa, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải nói, bắt buộc chúng ta phải giảng, bắt buộc chúng ta phải chia sẻ, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì ạ? Chúng ta bắt đầu, chúng ta lấy sản phẩm từ đất để chúng ta nói. Bằng cách nào? Lên mạng, nghe ông này giảng chút, nghe bà kia giảng chút, gom lại với nhau rồi làm gì? Ráp lại để thành bài giảng của mình. Nhưng nó không có sự sống. Và nó đang, chúng ta đang bước trên những cái con bước, những cái bước để xây dựng nên cái tháp. Và cái tháp đó là hình bóng của sự kiêu ngạo. Và chúng ta thấy thế này, nếu chúng ta loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống chúng ta, loại bỏ lời của Chúa ra khỏi đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang bước những cái bước đi đến cái chỗ kiêu ngạo. Và khi kiêu ngạo thì điều gì xảy ra? Kiêu ngạo thì điều gì xảy ra? Có một cái điều chúng ta nghe đây là nguyên tắc nha. Chúng ta nghe chính Đức Chúa Trời nói, chứ không phải là do một ý tưởng của ai cả. Chúa nói thế này: này, chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng chi ngăn chúng nó làm điều mình đã quyết định. Đây là lời của Chúa nói. Và đây cũng là nguyên tắc. Nếu chúng ta hiệp một và chúng ta quyết định làm một điều gì, thì không có một thế lực nào có thể ngăn trở chúng ta làm điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những người khi họ hiệp một với nhau, họ làm điều ác thì họ làm thành. Đấy không ạ? Không một thế lực nào. Và thậm chí chúng ta thấy rằng Kinh Thánh Chúa nói thế nào? Không một thế lực nào có gồm cả Chúa trong đó không? Gồm luôn đó. Chúa không thể phá hủy cái thành này khi mà họ đồng một thứ tiếng, một đồng một tiếng nói, đồng một dân tộc và đồng một tiếng nói. Cái cách để phá hủy thành này đó là Chúa làm cho họ không còn hiểu nhau nữa, thì cái công trình này dừng lại. Cho nên đó là lý do mà tại sao Chúa ngài dùng cái hình ảnh hội thánh là thân thể để ngài muốn chúng ta làm gì? Muốn chúng ta hiệp một. Nhưng ma quỷ thì nó không bao giờ muốn chúng ta hiệp một. Ma quỷ nó cứ luôn luôn muốn cái gì? Muốn chia rẽ. Và tự chúng ta, đôi khi tự chúng ta cũng chấp nhận luôn cái tư tưởng này của ma quỷ. Bằng cách nào? Chúng ta thường hay thờ phượng Chúa, ví dụ lâu lâu chúng ta có một cái chương trình bộ linh, chúng ta ngồi lại: ủa chị hệ phái nào vậy? Có nghe câu hỏi này không? Rồi có nhiều khi tôi nói với anh chị em, đây là cái điều mà tôi kinh nghiệm. Có nhiều khi
chúng ta nghe người ta nói người ta ở trong một cái hệ phái mà chúng ta tự cho là hệ phái đó nhỏ đó, cái chúng ta có ý khinh thường. Rồi có nhiều khi chúng ta tự cho rằng chỉ có hệ phái của tôi là dạy đúng thôi, hệ phái khác là dạy không có đúng. Đó, nhiều khi chúng ta rơi vào trong tình trạng như vậy, rồi chúng ta khiến cho thân thể của Chúa không hiệp một, tự chúng ta chia cách, tự chúng ta coi thường. Nhưng mà Phao-lô đã nói rõ thế này nè, cái chi thể nào mà ít á thì nó phải được tôn trọng hơn, đúng không ạ? Ngày hôm nay hội thánh nào ít á, thôi dẹp luôn cho rồi đi, hội thánh có mấy người nhóm gì, phải không? Đó, chúng ta đang trên những cái bước để ta xây cái tháp cho mình mà chúng ta không nhận ra. Và đôi khi chính vì điều đó mà có những cái sự lộn xộn nó xảy đến trên đời sống chúng ta, có những sự lộn xộn nó đến trên chức vụ của chúng ta, có những sự lộn xộn nó đến trên cái hành trình chúng ta bước đi theo Chúa. Và chúng ta nói ma quỷ nó tấn công, và chúng ta cứ nhân danh Chúa Giêsu chúng ta đuổi, chúng ta nghĩ ra được cái loại linh nào, chúng ta nghĩ ra được cái tên nào, chúng ta đuổi cái tên đó. Nhưng mà chúng ta cứ đuổi năm này qua năm kia, đời sống chúng ta vẫn cứ lộn xộn. Nó không phải là do ma quỷ. Ma quỷ nó không cần hành động khi chúng ta đang bước trên những bước của sự kiêu ngạo. Nó không cần làm gì cả. Chúng ta nhớ nha, khi chúng ta đang bước trên những bước để bước tới sự kiêu ngạo, ma quỷ không làm gì hết, nó không cần làm gì hết. Nó không cần làm gì cả, bởi vì chúng ta đang bước những bước để chúng ta chống lại với Đức Chúa Trời. Tại vì Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Mà một khi chúng ta tự cho cái khu vực của chúng ta, cái cơ phận của chúng ta, cái cơ phận trong thân thể nào đó nó mạnh, chúng ta tự tôn nó lên, thì cái cơ thể đã bị biến dạng rồi. Bây giờ anh chị em thử suy nghĩ, nếu trong cơ thể anh chị em mà anh chị em đi tập gym đi, mà anh chị em chỉ thuận cái tay phải cho nên cứ tập cái tay phải thôi, không tập tay trái, một thời gian thì sao? Tôi thích xem phim hoạt hình lắm, mà tôi khi tôi xem phim hoạt hình, tôi cứ nhìn mấy nhân vật mà lực sĩ trong phim hoạt hình đó, tôi cứ mắc cười. Đó là gì? Cái phần thân trên nó to thế này nè, nhưng mà ở dưới nó nhỏ lại còn chút xíu à. Mất cân bằng, không à? Chúa không muốn chúng ta là như vậy. Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải tôn trọng từng thân, từng chi thể một trong thân thể của Đấng Christ. Mà nếu chi thể nào yếu thì chúng ta phải tôn trọng hơn. Rồi chi thể nào ít chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào yếu chúng ta phải giúp đỡ. Đó là cái cách để chúng ta xây dựng thân thể của Chúa, chứ Chúa không muốn chúng ta tách rời. Có thể có những cái cơ phận mà nhiều khi suốt cuộc đời nó không chạm được với nhau, nhưng mà nó vẫn là một thân thể, nếu thiếu nó không có được. Tôi ví dụ nha, anh chị em có thể chạm được cái phần ở phía bả sau bả vai của mình không? Có thể chạm được không? Tôi hồi xưa tôi còn ốm ốm á, thì tôi ráng tôi chạm được, còn giờ tôi không chạm được nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, nếu thiếu những cái đốt sống ở trên đây, hay những cái đốt sống như này mà nó đau cái đi, thì điều gì xảy ra? Mặc dù có nhiều khi là chúng ta không gọi là suốt cả cuộc đời nó không chạm mặt nhau lần nào, nhưng mà không có nghĩa là không cần. Có đôi khi có những cái hội thánh, có những cái cơ phận, có những cái cơ phận ở trong thân thể của Đấng Christ, suốt cả cuộc đời chúng ta chưa bao giờ gặp họ, chúng ta chưa biết họ, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng họ vẫn là một phần ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúa muốn chúng ta phải hiệp một. Và hiệp một ở trong thân thể Đấng Christ thì không có một thế lực nào có thể chống lại được. Nhưng nếu hiệp một để nghịch lại Chúa thì sự lộn xộn sẽ xảy ra. Đó là cái cách để Chúa ngăn trở sự kiêu ngạo của con người. Cho nên nếu chúng ta kiểm soát lại đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, mà nếu chúng ta thấy rằng nó đang có sự lộn xộn, thì chúng ta khoan hãy vội đuổi tà linh ma quỷ gì cả. Hãy kiểm tra lại xem chúng ta
có đang xây Ba Bên không? Chúng ta có thể chúng ta chưa có, nó chưa có cao đâu, cho nên chúng ta chưa phát hiện đâu. Nhưng mà nếu chúng ta thấy có những dấu hiệu này, gạch thế cho đá, chai thế cho hồ, là chúng ta thấy đang có dấu hiệu rồi đó. Tức là chúng ta bỏ đi những nguyên tắc của Chúa, bắt đầu chúng ta nói nhiều về những nguyên tắc của con người, dấu hiệu của xây tháp Ba Bên. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để rồi qua cái phần kinh thánh ngày hôm nay, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày nhắc nhở, để nếu như đời sống của chúng ta đang có những sự lộn xộn, hãy kiểm chứng lại. Và nếu chúng ta đang có dấu hiệu của việc loại bỏ lời của Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của chúng ta, chúng ta đang có dấu hiệu chúng ta nói quá nhiều về những gì thuộc về việc của con người, những tư tưởng của xác thịt, thì chúng ta phải kiểm tra lại và chúng ta phải thay đổi. Hãy đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Hãy ưu tiên xây thành thì phải xây bằng đá, và phải dùng chất kết dính là phải là hồ chứ không phải là chai. Thì như vậy, và để sự hiệp một của chúng ta đồng phục Chúa, sự hiệp một của chúng ta ở dưới sự dẫn dắt của Chúa, không có một thế lực nào có thể phá hủy điều đó, không có một thế lực nào có thể chống lại điều đó. Và nếu hội thánh của Chúa hiệp một lại với nhau, chắc chắn một điều, quyền lực của ma quỷ sẽ bị giày đạp ở dưới chân. Amen. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.